Ok, xin chào các bạn nhá. Thì chúng ta đã quay trở lại với video clip của Quỳnh Hương rồi đây. Hôm nay thì Quỳnh Hương sẽ nấu một món rất là ngon, đó chính là bánh ngô. Các bạn hãy chờ mình trong giây lát nhá. Bây giờ mình sẽ đi chuẩn bị mọi thứ để làm bánh ngô. Và đây là cái khu vườn mà mình chuẩn bị làm bánh. Bây giờ thì mình sẽ đi kiếm gạch và kiếm củi để chúng ta chất thêm cái củi. Phải có củi, có lửa để chúng ta phải nấu được, đúng không nào? Cho Quỳnh Hương xin các bạn 30 giây thôi. Quỳnh Hương sẽ làm thật là nhanh nhá. Các bạn chờ mình một chút nhá. Chúng ta sẽ có chảo này. Đó, bây giờ thì mình sẽ đi. Bây giờ thì mình sẽ đi kiếm gạch nha các bạn nha. Chúng ta sẽ phải kiếm gạch thì chúng ta mới làm được. Đây, gạch đây. Chúng ta sẽ kiếm gạch nha. Mình sẽ làm luôn ở đây. Các cậu nhớ là cây gạch thật là chắc vào nha, không biết chúng ta sẽ bị đổ. Đó. Đó, mình sẽ ăn nướng ở đây nha. À, mình sẽ nấu ở đây. Đặt thử xem nó đã vừa chưa nha. Đó, vừa rồi. Thì chúng ta sẽ bắt đầu chuẩn bị những nguyên liệu cần thiết. Mình sẽ chuẩn bị những nguyên liệu cần thiết nhất để chúng ta làm nhé. Ngô nè, bánh ngô, tất nhiên là phải có ngô đầu tiên. Đây là túi đồ của mình sẽ mang xuống đây. Bẩn quá đi à, các cậu ơi, bẩn quá à. Bắt đầu thì chúng ta đã chuẩn bị nhóm bếp nha các cậu nhé. Nhóm bếp thì mới có bếp để nấu bánh được. Ngứa quá à. Mình sẽ cởi bỏ đồng hồ ra nhé. Mũi đốt nè. Đây chị có nước rồi nha. Tí nữa lúc nào chị cần chị xin sau nha. Ok, thì bây giờ mình sẽ bắt đầu chuẩn bị vào cái công đoạn. Đó là chất bếp. Mình sẽ dùng luôn cái lá cây ở đây và những cái đồ khô ở đây để chúng ta chất bếp nhá. Đó, mình ngứa quá à. Chúng ta sẽ phải chất bếp lên, mình sẽ lấy một ít nước mình rửa tay. Rồi, chúng ta chuẩn bị những nguyên liệu. À, đây là túi đồ nghề của mình các cậu ạ, rất là nhiều đồ luôn. Bột mì nha, đàn bắn phải có bột. Có dầu ăn. Mình sẽ bỏ hết đồ nghề của mình ra ngoài. Đây, bỏ ra đây. Chúng ta đã đổ bột vào bát nha. Chúng ta nhớ là phải đổ bột vào bát á. Ngứa quá à. Bật lửa của mình đâu rồi, ở đây. Chúng ta đã chuẩn bị chất bếp lên. Nhóm bếp nha. Chỗ chị rất là nhiều gạch nha. Chỗ mình rất là nhiều gạch và chúng ta có thể chất bếp rất là nhanh. Đó, mình sẽ bắt đầu nhóm bếp nha. Nhóm bếp bằng đá khô cháy rất là nhanh. Ôi dồi, ngứa quá à. Chúng ta đang ngồi xa ra một chút, không rất là nóng. Đó. Ngồi ngược chiều rõ rồi. Mình sẽ ngồi giật sang bên này nha.
bởi vì nó ngược chiều gió. Ngược chiều gió làm thế nào bây giờ? Trời ơi, các cậu ơi, mình đang ngồi ngược chiều gió rồi. Ngứa quá à. Và bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu sang công đoạn mà bóc ngô. Chúng ta bóc, chúng ta có thể lấy phần lá này cho vào bếp cho nó cháy. Các cái phần này đi sẽ dễ bóc hơn nhá. Các cái phần cuống ngô ở đi chúng ta sẽ dễ bóc hơn. Vỏ ngô có thể phân hủy được nên chúng ta có thể vứt xuống đất. Còn nếu như túi ni lông thì chúng ta nhớ là đừng vứt xuống đất nhé. Làm xong mang về vứt vào thùng rác để cho những người thu dọn rác người ta dọn. Hãy làm những con người có trách nhiệm. Đây mình sẽ bóc nha. Ai rồi ôi muỗi đốt. Ngô rất là vàng, rất là ngọt luôn. Ngô này để ăn lẩu rất là ngon, luộc cũng rất là ngon. Phần dâu ngô chúng ta bỏ sạch đi. Nếu mà luộc ngô chúng ta cần phần dâu ngô nha. Còn dàn bánh này chúng ta phải lấy càng sạch càng tốt. Bỏ thật sạch dâu ngô đi. Ở đây có rất là nhiều gà. Nhà thật sạch nhé các bạn nhé. Ngứa quá à. Quên mất không bôi thuốc ngứa, ngứa quá à. Nhưng mà lúc đó chị quay cái kia, chị quay mặc áo này. Quay. Thôi tí đã được nghỉ rồi, lên bôi thuốc ngứa. Bây giờ mình sẽ bóc nha, mình sẽ làm hàng 2 cái. Thôi mình sẽ làm 1 cái, còn 1 cái mình sẽ làm xong. Đó. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cho bột vào trong này, cho đường vào trong bột nhá. Ngô ngọt rồi nên là chúng ta cho ít thôi. Cho nhiều thì nó sẽ cho nhiều quá nó sẽ ngọt quá, ăn sẽ không ngon. Đó. Phần còn lại chúng ta nhớ buộc vào cất đi để lần sau chúng ta dùng nhá. Còn lần sau chúng ta sẽ không có để dùng đâu. Ngứa quá à. Mình sẽ uống một ngụm nước. Cho nước vào đây để chúng ta bắt đầu làm bánh nhé. Đó. Các bạn nhớ phải đảo thật đều. Đảo thật đều bánh lên nhá. Đảo thật đều bột lên thì nó mới nhuyễn được các cậu ạ. Nếu không là nó sẽ không ngon. Bụi quá à. Đảo đều nhá, thật đều tay vào. Chúng ta cho nước đến khi nào nó vừa đủ. Đừng để cho nó cứng quá hoặc là nhão quá. Đảo thật đều nha. Ngứa quá à. Đó, chúng ta đảo thật đều tay. Đừng có để nó bị bẩn quấn hết rồi. Đừng có để cho nó bị dính vào nhau quá mức. Nếu không nào chúng ta ăn sẽ không ngon. Đảo đều thật đều đi nha, đều tay vào. Tất nhiên là đường nó sẽ để cho đường nó tán ra. Nếu không là chúng ta sẽ có chỗ ngọt và chỗ không ngọt. Đảo
thật là đều nhá. À trời ơi, bẩn hết quần rồi, mình sẽ sắn quần lên cho đỡ bẩn. Quần này rất là khó giặt nên chúng ta sắn đều đây. Đả đều nhá các cậu nhá. Đảo đều nha, mình đang đảo mà. Chúng ta phải đánh thật đều tay nha. Và bánh ngô chúng ta đừng cho trứng nha. Cái gì? Một cái ngô đó, ngô này phải luộc ít nhất là 30 phút thì nó mới chín được. Nếu không mà ăn nó sẽ sống lắm. Ngô chúng ta luộc phải ít nhất là 30 phút nha các cậu nha. Nếu không mà nó sẽ ăn nó sống mà nó sẽ không ngon. Nhớ là luộc cái nước ngô sạch sạch tí để cho sếp nhá. Chị còn một ít đường này, xong đấy cho vào cho nó ngọt. Thôi đây chị có rồi. Cho chị ít nước, chị hết nước rồi. Mình đang nhờ em của mình lấy cho mình một ít nước nha các cậu nha. Mình đang hết đó, mình đang hết nước mất rồi nên là mình phải xin nước để mình đánh bột bánh. Cứ ném vào đây. Ném vào. Mình đã rồi, ok, thank you nha. Mình đang vừa đi xin nước nha các cậu nha. Cô hàng xóm rất là đáng yêu và cho mình nước. Và bây giờ mình sẽ đánh bột bánh nha. Các bạn đánh rất là đều tay. Đều tay nha, tay của mình đã rất là sạch, mình sẽ không muốn làm nó bẩn. Mình sẽ cho thêm một ít nước nữa vào. Mình đánh đi. Các bạn nhớ đánh thật đều thật kỹ nhá. Đánh thật đều vào. Đánh đều tay. Đến khi nào bột thật là nhuyễn thì các bạn mới có thể làm bánh. Nếu không nó sẽ bị vón cục. Rồi đánh bột xong rồi mình sẽ để thêm đây cho nó sạch nhé. Cho nó không bị bụi bẩn. Mình sẽ chặt cái lá. Đến chặt một ít lá chuối mình sẽ đậy vào. Các bạn chờ mình nha, đây mình chặt lá chuối ngay đây thôi. Đó, mình đã chặt được một ít lá chuối. Và mình sẽ đậy cái phần bánh này vào cho nó đâm mị gà với cả con gì đó nó đậu vào nhé. Bây giờ thì mình sẽ bắt đầu gọt bắp. Mình sẽ bắt đầu gọt bắp nha. Chúng ta lên bẻ đôi ra và chúng ta gọt nó sẽ dễ hơn. Chúng ta gọt theo chiều này. Chúng ta sẽ tẽ từng hạt ra một. Tẽ cho đến khi nào mà hết chỗ ngô này đi. Đừng bỏ phí nhá. Chúng ta đừng tẽ thế nào mà đừng để cho hạt ngô là lát. Nhớ là chúng ta đừng tát làm lát hạt ngô nhá. Nếu không là hạt ngô của chúng ta sẽ ăn nó không ngon. Phải có cả hạt ngô ăn thì ngon nhá. Ý là chúng ta sẽ phải lấy nước, chúng ta trần qua ngô đi rồi chúng ta phải rán. Nếu không mà chúng ta sẽ đun nước để trần ngô nhá. Bây giờ mình sẽ bắt đầu đun nước trần ngô này. Chúng ta phải đun nước trước rồi chúng ta phải trần ngô. Chúng ta có thể lấy giấy. Đây này, ở đây có rất là nhiều lá mon nha, ngồi lên lá chuối rất là bẩn nhá.
Ngồi lên lá chuối nhựa rất là nhiều chị. Mình đã từng ngồi lên lá chuối cậu ạ. Mình ngồi lên lá chuối và về cả một cái bộ quần áo của mình sẽ phải vứt đi. Đây đây, một đống này. Ngồi lên không ngứa, chỉ có ăn mà ngứa thôi. Mày ngồi lên lá chuối tí, bạn ngồi lên lá chuối tí về bẩn hết quần. Không chứ chị vứt cả cái bộ màu xanh của chị đi rồi. Bẩn lắm. Ai mà nhìn thấy được, mắt chị có tinh như thế đâu mà nhìn đấy. Cái kìa to đùng luôn. Gần như kia mà không hái. Lấy dao mà chặt cho đỡ nó ngứa tay. Kia của cái nào to hơn thì ngồi lên cho nó sạch. Đó, bắt đầu mình sẽ nhóm bếp lên để đun nước luộc ngô. Luộc cái phần hạt ngô này lên cho nó chín nhanh. Chúng ta sẽ phải cho củi vào nhá. Nếu không là bếp sẽ tắt ngay, nếu chỉ đun bằng lá. Bếp sẽ tắt ngay. Đó, chúng ta cố gắng đun thật đều. Mình sẽ bắt đầu ngồi tách ngô tiếp. Cho lớp vô để đun nha. Khiếp, luộc ngô nhiều lớp vậy. Đó, bây giờ mình sẽ ngồi tách ngô nha. Kệ cho bếp mình có cháy âm ỉ. Mình sẽ ngồi tách ngô. Chúng ta tách hạt ngô ra, sau đó chúng ta cho vào nước để chúng ta đun nhé. Luộc trần qua ngô đi thì chúng ta luộc khi dán bánh nó sẽ ngon hơn và nó sẽ không bị sống. Đấy. Tách này. Các bạn tách ra chiều này thì hạt ngô không bao giờ bị vỡ. Ngô thì các bạn đi, các bạn nhớ mua phải ngô đừng sâu nhé. Ngô chúng ta được chọn, được phép tách lá ra chúng ta chọn. Nếu như mà riêng bản thân mình ấy, mình mà đi mua ngô, không bao giờ mình mua phải ngô sâu luôn. Ngô bây giờ khá là đắt. Sáng nay mua ngô bao nhiêu đấy? 15 hay 16 nghìn đó. Một cái hả? Ủa, sáng nay chị mua 12k một cái á. Sáng nay chị mua, sáng nay mình mua đồ ở siêu thị ạ. Chỉ mua riêng đồ ở siêu thị thôi đó, mình đã hết hơn 200k rồi. Và mình mua thêm 2 cái ngô nữa. Trời ơi, bếp của mình đã tắt rồi mà mình bắt đầu phải đun lại nha các cậu nha. Bật lửa đâu nhóm lại. Cho lá vô nha. Đừng để cho lửa tắt đi, nếu không là bếp của chúng ta sẽ bị khắm khói. Khói nó rất là mùi, rất là khó chịu. Hả? Mứt dừa ăn mùa này ấy lắm. Để đây mấy hôm nữa mát trời. Mấy hôm nữa mát trời chúng mình sẽ làm mứt dừa nha. Mình muốn uống trà sữa quá mà bạn bé Thu bảo là làm trà sữa cho mình mà bé Thu làm các cậu ạ. Có đáng đánh không? Mai nghỉ à? Mai bé Thu nghỉ, mình không có ai chơi cùng các cậu ạ. Mình không bẻ được cái này. Bếp của mình đã tắt rồi, mình sẽ đổ đun lại. À, cái này rất là to, mình sẽ trải ra. Cái này không hề bé nha các bạn nha. Cái này rất là to luôn. Đó. Cực kỳ là to. Hôm nay bé Đào hình như là bị trừ tiền không đi làm nữa rồi. Nó
bảo hôm nay nó đi làm hôm qua giờ này đến lâu rồi, nó gần làm gần xong rồi á. Đó, mình sẽ bắt đầu đun cho là nhiều củi vào. Nhất là đun bằng tre nó sẽ rất là cháy rất là nhanh. Các bạn đun cẩn thận không bếp sẽ bị đổ. Chúng ta cố gắng nón cho bếp cháy thật nhanh vào để còn đun nha. Đó, mình sẽ phải nhóm bếp. Trời ơi, cây tre sắp đổ, không biết nó có đổ vào đầu mình không? Bây giờ thì mình sẽ bắt đầu tách hạt ngô nha. Hả? Chúng ta phải tách ngô, do đó thì chúng ta phải trần qua ngô chúng ta mới làm được bánh ngô nha. Ngô này các bạn làm súp cực kỳ ngon. Hôm nào mình sẽ làm súp gà cho các bạn ăn nha. Đó. Cạy từng hộp ra. Phần dưới này hơi khó nên chúng ta sẽ dùng dao. Bởi vì phần dưới này nó non nó rất là khó cạy. Chúng ta cạy hết sạch nha, đừng để sót hạt nào. Hôm qua bé Đào hứa là mua cho mình 2 gói bim bim các bạn ạ. Hôm nay thì bé đã nghỉ luôn rồi. Mới có tí tuổi mà nó như thế, bọn này sau này lớn lên không biết là như thế nào nữa. Trẻ con tí tuổi mà cái gì cũng biết. Hút hít rồi. Đủ các loại thứ. Mình sẽ bắt đầu đun củi vào nha các cậu nha. Cháy thật to lên để chúng ta bắt đầu đun được. Cẩn thận nó lổ thật nha. Ơi nó quá mức nó chẳng lổ. Vung đó là vung bằng thủy tinh nữa. Áp suất lổ ngay. Cái vung ấy mà mang vung thủy tinh xuống hay là mang vung nhôm? Tưởng cái vung thủy tinh. Đó, mình đang đun bếp nha các bạn nha. Đun nước thật sôi rồi đó, chúng ta sẽ trần ngô. Bây giờ mình sẽ tẽ tiếp. Cho thời gian ngồi chờ nước thì chúng ta phải tẽ ngô thật là nhanh nha. Khói quá, mình ngồi ngược chiều gió. Mình rốt thế nhở. Mình sẽ sang bên này mình ngồi. Mình sẽ phải đổi địa điểm các bạn ạ. Khói quá à. Tí nữa chúng ta sẽ phải đi lên lấy thêm nước cậu ơi. Bởi vì cậu đun nước nhiều quá à. Chúng ta sẽ tách ngô nha. Không biết là mình ngồi đây các cậu có nhìn thấy mình không, nhưng mà nguyên kia khói quá à. Không biết là ngồi đây có nhìn được không ạ. Bởi vì mình không nhìn thấy mình ở trong điện thoại.
Rồi ok, cảm ơn nha. Mình sẽ tách ngô thật là đều nha. Trời ơi, tắt cái gì? Cháy đi mà, để còn nước còn sôi, để còn đun chứ. Nước phải sôi để chúng ta mới có nước để đun. Nước này nó sẽ không chín được ngô, nó sẽ không trần được ngô. Mình đã tách bị vỡ mất một hột rồi. Chúng ta phải tách thật là đều nhá. Nhiều ngô ăn mới ngon các bạn ạ. Cho cái phần bè của cây lứa này ấy, cái phần như cái quạt mo vào thì nó sẽ cháy rất là to. Đó, chúng ta sẽ tách ngô tiếp, tách thật đều tay vào. Mình ngồi ở đây bởi vì là bên kia khói nó đổ ngược về bên kia mà mình chọn sai địa điểm. Khói nó đổ ngược thế nên là mình sẽ ngồi sang bên này nhá các cậu nhá. Tách ngô nha. Tí nữa mình còn phải làm bù 30 phút nữa nha. Bởi vì hôm trước đang làm thì trời tối. Đó, mình bắt. Đúng vậy, vẽ lại mặc rất là khổ nha. Đó, chúng ta sẽ nhóm lên, có bất kỳ cái gì ở bên cạnh chúng ta khô, chúng ta hãy cho vào bếp để cho nó cháy thật là to. Nước đang chuẩn bị lam tăn và sắp sôi rồi nhé. Chúng ta chuẩn bị cho ngô vào trần. Mình sẽ tách thật là nhanh để cho ngô vào trần nha các cậu nha. Đó, các bạn tách ngô thế nào mà cho nó, thứ nhất là nó không bị dính chân, thứ hai là không bị vỡ. Lóng à, muối đốt nè, lóng nè. Chúng ta phải liên tục cho lá vào nha. Cho củi vào nữa. Đó. Hôm nay Hoàng vô không được đến nhở. Đó, mình sẽ tách nha. Nước đang sôi rồi nha mọi người nha. Chúng ta tách nhanh lên, chúng ta sẽ cho vào nha. Chúng ta phải tách thật là đều tay. Tách thật nhiều vào. Càng nhiều ngô càng ngon. Nhưng mà mình sẽ chỉ tách một cái thôi. Bởi vì mình dán ít bánh. Cho nhiều quá thì sẽ không, nó sẽ bị trơ ngô ra và không thấy bột đâu. Đó là mình không ạ. Đây, mình sẽ tách nha. Tách thật đều ra. Đó. Mình sẽ tách như này các cậu nha. Đó, đây là hết cái phần mình đã tách rồi. Bây giờ mình sẽ cho vào đây để mình trần lên. Mình sẽ bắt đầu đun, tiếp tục đun, bùng lên đi lửa ơi, bùng lên, nghe đun để cho nó chín nhé. Mình sẽ mang đồ nghề của mình. Mình sẽ mang đồ nghề của mình qua đây. Làm nhé. Cắt dao rồi gọn này.
đào lên nha. Chúng ta thì trần qua đây nha bạn nhé. Trần qua thôi. Bao giờ cậu nghỉ cậu rủ mình với nha. Mắt mình bị cận nên là mình không có nhìn thấy các cậu ạ. Mình rất là khó nhìn luôn. Mình toàn phải nhờ vào người khác thôi. Đó. Chúng ta đun này. Thật là đều lên. Nó mới chín được. Đục nghỉ rồi hả? Bạn nghỉ đi. Mình đang trần ngô nha. Thì các bạn cho mình ăn của bạn và mình. Bạn cũng sẽ được ăn của mình nha. Đúng vậy. Nhưng mà nhớ để phần cho bố với nha. Chúng ta sẽ bẻ đôi nha. Đúng rồi, mình quên mất. Mình quên, ô, thế luộc cả hai cái hả? Tưởng luộc một. Thôi luộc hai đi. Cho đây nè, có một ít đường nè, cho vào để cho tí nước nó ngọt. Nhưng mà phải đun luôn thì ngô với nước với ngọt. Đúng vậy đó. Chúng ta mới phải trần ngô thật đều mọi người nha. Thì chúng ta cho nhỏ lửa thôi. Được nha. Nhưng mà nước nó sẽ nước, uống nước đầu lúc nào cũng sẽ ngon nha. Cho nước sau vào nó sẽ không còn vị gì. Chúng ta có thể mang một cái bát xuống và chắt nước vào nha. Mình đang trần ngô này các bạn này. Mình sẽ lấy thêm một cái thỏi gần đây nha. Chúng ta bắt đầu. Chúng ta sẽ đút cái này vào cho nó cháy. Cái này cháy rất là sướng luôn. Cái này còn cháy sướng hơn củi nha các cậu nha. Mình sẽ lấy cái này để xuống đây. Trần lên. Ngô và chén cho nó chúng ta cho vào chúng ta rán bánh. Cậu được nghỉ rồi thôi. Hàng xóm nhà mình rất là đáng yêu nha. Mình đang trần ngô các cậu ạ. Nó sau đó thì chúng ta sẽ lấy bột mì nha. Mình sẽ xem bột mì của mình. Để cái nán lên đây. Rất là ngon. Cực kỳ là ngon luôn. Mình sẽ để đây. Đậy lên. Chúng ta nhớ đun củi vào nha. Không là cháy rơi ra ngoài cháy rừng đó. Chúng ta hãy dùng giấy nha, là chúng ta sẽ bị bỏng nha. Chúng ta sẽ trần thật là đều lên. Cứ đun đi. Bởi vì lửa này chúng ta đun không đều nên là chúng ta cứ phải đun lâu một tí nha. Đó. Mình sẽ đẩy vào nha. Các bạn nhớ là phải đẩy thật đều tay. Nếu không mà lửa nó sẽ tràn ra ngoài. Đây mình sẽ cho thêm đá vào.
cho thêm thật nhiều nha. Là chúng ta sẽ đảo. Ngô của chúng ta sắp được rồi. Đó thì mình sẽ bỏ xuống và mình sẽ bỏ ra đĩa. Sau đó thì chúng ta sẽ chụp vào cái bột. Hoặc chúng ta cho trực tiếp vào trong bột luôn nha. Nó đang cháy âm ỉ rồi mọi người nhé. Chúng ta thổi lên cho nó đun, cho nó chín nốt đi. Sau khi chín này thì mình vớt ra và mình sẽ xin phép các bạn là mình đi lên trên nhà mình có một chút việc, rửa chân tay và lấy nước xuống. Sau đó thì mình sẽ bắt đầu dán bánh nhá. Mình chuẩn bị trần ngô xong nha. Đúng vậy, mình cũng tính vậy nha. Mình còn 4 phút lử nha. Ủa đi nghỉ đấy, được thừa thời gian rồi. Chỉ còn 4 phút thôi. Đây mình sẽ đảo cho nó thật đều nha. Khói mà. Khói sao nó lại lan ra bên này rồi các cậu ạ. Mình sẽ đun thêm trong vòng 2 phút nữa là mình sẽ xin phép lên trên nhà để mình lấy nước và lấy đồ nha. Bực quá à. Bực rồi. Vừa ra xem rồi. Bây giờ thì mình sẽ bỏ xuống và mình cho vào trực tiếp. Mình đã cho trực tiếp vào trong cái... Sao? Bị à? Nó bị cái xong. Mặc quần bò bó chị khó chịu lắm. Chẳng bao giờ chị thích mặc quần bò luôn. Quần bò chỉ mặc baggy rộng. Bây giờ mình sẽ vớt nó ra và mình cho trực tiếp vào trong bột nha. Nhìn ngon không? Nhìn quá là ngon luôn á. Cậu chưa lên mỡ. Đây phải mỡ nha, đây là nước nha. Cậu chưa lên mỡ. Gì? Cậu chưa lấy mỡ. Mình có mang một túi dầu nha. Mình có dầu ăn nha. Okay, gọi là dầu, gọi là dầu thực vật nha, chúng ta đừng gọi là mỡ nha. Đó, vớt thật đều ra. Eo gì? Tự nhiên em bé đáng yêu hôm nay không đi làm, buồn ghê á. Buồn mà không có ai để chê, buồn á. Đó, mình đã xong rồi, mình sẽ đổ cái phần nước cái đi. Nước này rất là ngọt luôn. Yeah. Ngọt hơn nước lược ngô. Tại vì đó là cái phần nước để luộc cái phần ngô đã tách vỏ mà. Nước này thực ra là uống được nhưng mà chị không thích uống lắm ngô. Yeah. Nhà chỉ có mẹ chị thôi. Nó là nước đã đun sôi ấy, có gì đâu mà không được uống được. Mình sẽ để đây nha. Xem. Tạm thời thì mình sẽ dập cái bếp này đi một lúc. Sau đó thì mình chuẩn bị lên trên nhà lấy ít đồ. Sau đó thì mình sẽ xuống đây và mình tiếp tục dán bánh nha. Bây giờ thì mình sẽ chuẩn bị lên lấy nước và một ít đồ xuống đây. Chúng ta ăn bánh chúng ta phải có nước, nếu không thì sẽ rất là khô cổ nha. Mình sẽ trộn đều nó lên trước. Ôi dồi ôi. Mình sẽ trộn đều lên trước nha các cậu nha. Đó, sẽ có một bánh ngô siêu ngon. Nhìn cái bát bánh này chắc là phải ra được mấy đĩa. Thế thì bay vào miệng á. Chúng ta thử bột nha. Không ngọt lắm. Mình sẽ cho thêm một ít đường. Mình sẽ cho thêm một ít đường, bạn có lấy đường không? Có 2-40 giây nữa. Bạn có lấy đường không để mình cho vô đây? Tí nữa mình sẽ lấy sau nha. Chúng ta cho thêm đường nha. Còn một ít mình sẽ để phần lại cho cô bé tóc vàng, à, tóc dài nha. Nước ngô khá là ngọt đấy mà. Nếu mà đun vào nước thứ hai là không uống được đâu. Nước thứ hai nhạt lắm, tại vì nó chỉ ngọt nước đầu thôi. Ngày xưa bọn chị về, ngày xưa mình về quê và mình đi ăn trộm cái ngô này và mình... Rồi bây giờ thì mình xin phép mình lên trên nhà các cậu nha.
mình sẽ đậy lại cái con gà, quên con gì nó sẽ ăn mất, nó sẽ mổ mất. Rồi bây giờ mình sẽ xin phép lên nhà mình để ít đồ nha, đó mình sẽ xuống nấu nha. Mình xin phép lấy một ít này. Mình quên mất các cậu ạ.
còn 3 phút nữa. Còn nha. Nhưng mà bây giờ mình có được đi vô đâu đâu. Đưa đi vào màn hình nha. Đưa ai không được. Xin chào nha, mình đã trở lại rồi đây. Mình vừa lên trên nhà lấy được gói thịt lợn cháy tỏi rất là ngon. Mình đã cất đi và chuẩn bị rán bánh nha. Thực ra mình nhóm bếp đã chứ nhỉ, quên mất. Chúng ta nhỏ bếp ra rồi, chúng ta sẽ bắt đầu chuẩn bị rán bánh nha. Chúng ta sẽ chuẩn bị giáng một mẹ bánh ngon lành. Chúng ta sắp được ăn bánh ngô rồi nha. Đó, chúng ta sẽ chuẩn bị rán bánh nhé. Xe rấy ra và chuẩn bị rán bánh. Rán bánh nè, nhóm bếp để rán được bánh nha. Lửa không có là sẽ không cháy, là sẽ không rán được bếp nha. Mình ăn, trong thời gian ngồi chờ chúng ta sẽ ăn lợn khô cháy tỏi. Thơm ngon bộ dưỡng, mình rất là thích ăn những cái thứ khô khô. Đây là tỏi, mình không ăn được tỏi. Vắt với chanh thì ăn tuyệt vời cực luôn á. Mình cho con chảo lên nha. Cho chảo khô đi rồi chúng ta sẽ cho dầu mỡ vào. Đó, chúng ta sẽ đun nha. Mình đã chuẩn bị lấy một ít này. Đó, sau đó thì mình sẽ chuẩn bị đun lên. Cho mỡ, dầu mỡ vào nha. Chúng ta sẽ cho, ôi dồi, dính quá à. Mỡ nó chảy đầy rồi đây. Cái gì? Ừ. Đúng vậy. Tí nữa mà không dập hẳn hoi là cháy rừng á. Thời tiết này là thời tiết dễ cháy rừng nhất mà. Các bạn nha, đây là cái thời tiết dễ cháy rừng nhất nha.
chỉ cần một mùa, chỉ cần một cái gì đó, chỉ cần một tàn lửa thôi là gió nó ra ngoài, và đây là rất là nhiều lá cây, nó sẽ cháy rất là nhanh. Thế nên là chúng ta đun bếp, chúng ta nên đun cẩn thận nha. Lần nào mà mình nóng xong, mình nấu xong mình cũng dùng nước để mình tạt lửa mà. Có bao giờ mình nấu xong mình bỏ đó mình đi đâu. Đó, mình sẽ để cho nó ấy nha, cho mỡ sôi lên là chúng ta sẽ bắt đầu cho bột vô. Trời ơi, ngon quá đi. Quấy đều đi đã. Có nhạc là chúng ta sẽ bị hủy video nhá. Chị vừa nghe thấy tiếng rồi. Khói quá à. Khói quá, mình sẽ ngồi giật ra đây nha. Chắc nó chỉ đổ bột ạ. Chúng ta đã chuẩn bị rán bánh. Bột được rồi, bây giờ chúng ta sẽ chuẩn bị rán bánh nha. Mỡ đã được rồi, bây giờ mình sẽ chuẩn bị cho bột bắp ngô, bắp ngô vào mình rán. Chúng ta tán thật đều ra nha, cho nó chín, chín đều nha. Nóng mà. Cái quạt của mình không biết ai làm hỏng rồi á. Rất là vô duyên luôn. Làm hỏng quạt rồi xong rồi vứt luôn ở ngoài kia không dám mang về. Quạt của mình không biết ai rất là vô duyên mà đã làm hỏng nha. Ôi giời, bây giờ mình sẽ cho thêm bột bánh vào nha. Mất sạc mà những ai mà hôm qua đó sẽ bị cưa đầu người ra và chia tiền nha. Ai không mang sạc dự phòng với cả không có sạc, không đi làm ngày hôm qua thì sẽ không bị trừ nha. Mình sẽ không bị trừ nha, bởi vì mình có sạc dự phòng riêng nha. Bánh rất là ngon nha cậu, mà nhìn thấy là cậu sẽ rất là thèm nha. Ngô của cậu chỉ đun trong vòng 10 phút nữa thôi nha. Thế thì ngô nó sẽ bị sự mà không chín nha. Đúng vậy á, không ăn được đâu á. Trời ơi, bánh của mình bị dính quá à. Khói quá à. Ngồi đằng nào cũng bị khói vậy trời. Bây giờ mình sẽ chuẩn bị châm lửa. Châm lửa nha. Bạn Hưng không phải là sinh năm 2K2 đâu nha, bạn ấy đang học cao đẳng rồi nha. Ủa vậy hả?
Mình không biết nha, bạn ấy kêu là bạn ấy sinh năm 2K1 nha. Đó, chúng ta đã chuẩn bị được một mặt bánh rất là... Đây mình sẽ... Mình sẽ đổ cái này vào. Khói quá à. Mình sẽ tìm chỗ nào ngồi mà cũng bị khói. Đây, ngồi trên này không khói. Mình có rất là nhiều giấy mà mình không biết đun làm gì luôn á. Rất là nhiều khói luôn nha, mà mình sẽ thử chạy ngồi ra đây nha các cậu nha. Khói quá à. Thìa trong này rồi. Đũa này nặng rồi. Ai bảo không đấy hả? Thìa trong bột rồi, bẩn lắm. Mình đang chuẩn bị lật một mặt bánh nha. Ai bảo kêu không mang xuống. Mình đang chuẩn bị lật bánh. Đó. Mình sẽ nó chuẩn bị lật mặt bánh này. Hôm nay chảo này dính quá à. Chảo hôm nay rất là bị dính nha. Chảo này mọi người nghịch rồi, mọi người không giữ là nó bị ấy quá rồi. Đó, mình sẽ bắt đầu lật. Lật nha, chúng ta phải lật thật là đều tay nếu không à. Sẽ không có bắn ngon để ăn đâu. Bắn của chúng ta sẽ bị cháy. Chảo hôm nay là chảo nó bị các bạn nó nghịch nhiều quá. Nên là nó không, nó mất cái chống dính rồi. Nó không dính nữa các cậu ạ. Mình sẽ cạy cái phần này ra. Mình sẽ dùng thìa nha, mình sẽ cạo sạch mỡ dầu, à quên, cạo sạch bột ở thìa này. Mình sẽ dùng thìa mình lật. Bột này nó bị dính vào chảo bởi vì sao? Bởi vì các bạn ấy làm mất hết cái phần ma sát ở chảo rồi. Đó. Chúng ta sẽ lật tiếp cái này. Dính quá à. Rất là dính luôn, chúng ta phải dùng thìa thôi. Bạn có thể sang đây mượn thìa của mình nha. Mình đã dùng sạch không, thìa của mình rất là nhiều bột quên mất. Bánh của mình hôm nay sẽ hơi lát một chút bởi vì cái chảo này, ôi giời, không biết ai làm gì cái chảo này nhở. Nè, thìa như này sao dùng được? Toàn bột mì thôi. Bánh hôm nay không cậy được ra khỏi chảo đây. Thứ nào nghịch cái chảo này bây giờ nó không còn chống dính luôn.
Bực mình ghê cơ. Cái nhà này sắp không còn cái gì để mà nấu rồi đấy. Cháu làm không biết được giữ. Đây là mình sẽ đun lên nha mọi người nhá. Cho nó cháy lửa lên rồi chúng ta sẽ bắt đầu dán bánh tiếp. Mình sẽ dán bánh nha. Cho lửa vào. Cho lửa cho lá vào nha. Xin nó thì đổ bếp của mình. Đó, mình sẽ bắt đầu đun lửa. Bên nó có cháy không? Chúng ta cho thêm giấy vào đi cho nó cháy. Cậu ơi, bật lửa của mình hết ga rồi, ai có thể cho mình mượn cái bật lửa không? Cái bật lửa như vậy không biết bật kiểu gì luôn á. Nó cháy cả ra tay rồi nè. Bước vào đây. Mình vừa mượn bật lửa của hàng xóm nha các cậu nha, của em hàng xóm nha. Tại vì bật lửa của mình không biết là nó bị ai cậy ra rồi á. Thu vào nha, không mà cháy rừng đó. Cháy cái chỗ này là bao nhiêu tiền của đó. Mình sẽ cạy cái phần này và mình bỏ đi. Bực mình quá à, mấy bé nghịch cái chảo này của gì không biết nữa. Chúng ta cho cái này vào đi cho nó cháy, bởi vì cái này cháy rất là tốt. Mình sẽ bắt đầu cho thêm ít bột vào bên này nữa. Ngô của cậu chín chưa ạ? Bạn hàng xóm nhà mình hôm nay cũng mua ngô cùng và làm cùng với mình nha. Đó, mình sẽ bắt đầu đổn cội vào để cho nó cháy và chúng mình sẽ bắt đầu dán được một mẻ bánh. Cố gắng cho lửa cháy đều thì chúng ta dán bánh cho ngon nhé. Đó. Đó các bạn thấy không ạ? Mình sẽ dán. Mình sẽ chuẩn bị lật một cái mẻ. Mình sẽ chuẩn bị mật lật lên nha. Chúng ta sắp được một mẻ rồi. Mình sẽ về, mình sẽ bảo ăn mình là phạt bé nào nghịch cái chảo này mà bị hỏng chảo nha. Đến chảo còn phá hỏng thì không biết là còn cái gì nó không hỏng không. Cái nhà này chẳng có cái gì nó không hỏng cả. Mình thật sự là không thể chấp nhận được. Không phải chấp nhận được những cái con người mà không biết giữ, không biết ý thức chung, giữ của cải chung để mà dùng. Mình rất là bực với những cái bạn như thế, không thích một chút nào. Làm cái gì thì làm, phải giữ vệ sinh và giữ lên cái của cải chung.
để người khác người ta làm sau người ta không cảm thấy khó chịu. Ơi cái gì? Chùa hả? Có ở cái chùa nào đâu, mình ở mình đi rất là nhiều nơi nha, mình không ở cố định ở đâu nha, mình là cô đồng nên là mình đi rất là nhiều nơi nha. Và đền chính mình ở nó là cô Bơ Thanh Hồng, à mình ở cô Chín Hải Phòng, đền cao Hải Phòng nha. Ok, mình cũng sắp được bánh rồi nha. Bánh của mình sắp chín rồi nha. Có thể dùng đũa để vớt ra mà. Mình có thể cho cậu mượn. Và cậu phải trả mình luôn nha. Bởi vì mình đang lật bánh, mình không thể nào chấp nhận được những bạn nào mà cái chảo này các bạn ấy nghịch mà các bạn ấy làm cho hỏng cả chảo nha. Thì đó mình sẽ yêu cầu là phạt những cái bạn như thế, hỏng hết chảo rồi. Mình dán bánh, cuộc đời mình dán bánh chưa bao giờ bị cháy, chưa bao giờ bị vỡ. Nhưng mà hôm nay bánh mình dán đã bị vỡ và mình rất là bực. Mình rất là ghét những cái con người không có ý thức. Mình sẽ yêu cầu sếp mình là check video, check tất cả mọi thứ, check cam, check tất cả mọi thứ để tìm ra bạn nào làm hỏng cái chảo này. Nhà mình phải nghiêm khắc một chút thôi, nếu không á, hỏng hết. Jam. Tự nhiên đồng hồ của mình kêu lên mình phải nói đi để cho nó đỡ bị ác tiếng. Mình sẽ bắt đầu lật cái bánh này lên. Cái bánh này ở mẻ sau nhá. Nó đang rít rất là dính. Bởi vì cái chảo này đã bị mất. Bây giờ nó không còn khả năng chống dính nữa nhá. Lật nhưng mình vẫn rất là nhẹ nhàng. Tại vì nó, mình rất là sợ lật chảo. Gạch này này nó không được chắc chắn như kiểu chúng ta nấu bằng bếp. Đấy. Nó rất là bấp bênh. Mình sẽ dán mặt dưới. Đó. Mình sẽ đổ dịch cái cục này vào. Mình rất là bực mình luôn. Rất là cáu những cái bạn nào đã làm hỏng cái chảo này của mình. Không có ý thức. Mình rất là ghét những con người không có ý thức. Đó, mình sẽ đốt lên và mình sẽ châm lại cái phần bên trong này nhá. Bên trong này tắt lửa mất rồi. Mấy cái hạt ngô để rơi ra chúng ta vẫn ăn được bình thường. Rất là ngon. Mình đã cởi được một mẻ bánh rồi nhé. Được một cái rồi. Mình sẽ để ra đây. Chúng ta làm như là cái bếp này của chúng ta không được đều nên chúng ta phải nắp liên tục cho dầu của chúng ta nó đến chỗ tất cả những cái miếng bánh nha.
Miếng này đã chín giòn rồi, mình sẽ gắp ra. Chúng ta nhớ đẩy bếp vào đấy, nếu không là nó sẽ cháy ra rừng. Mình sẽ bị bác mắng cháy rừng là ảnh hưởng rất nhiều đến nhiều thứ, chứ không phải là riêng là chúng ta bị mắng hay là chúng ta bị làm sao nha. Và xung quanh này thì đây không phải là một khu chỉ có rừng không, mà đây là một khu mà nó có cả nhà ở nữa, thế nên chúng ta nên lưu ý. Thiệt, vừa thiệt hại về của cải, vừa thiệt hại về tính mạng, nó rất là khổ. Có nhất là tính mạng, bởi vì có tính mạng mới làm nên của cải. Mình đang rất là bực mình đây. Cái chảo này nó không chống, nó bị đứa nào làm xước ấy, cái phần bên dưới không chống dính nữa. Nó cứng hết bánh, à quên, nó bị dính hết vào chảo. Mình sẽ cho thêm bột vào nha. Mình cho thêm bột để làm thêm nha. Các bạn nhớ là nguấy, lần nào khi mà chúng ta chuẩn bị cho thêm bột, chúng ta nhớ phải nguấy đều đi. Thứ nhất là cho ngô đều, thứ hai là cho bột đều. Lần này thì mình sẽ chỉ thả được 2 cái. Đó. Bây giờ thì mình sẽ lại bắt đầu. Lửa. Rất là ngon. Chúng ta lại chuẩn bị châm lửa tiếp. Đây là bà lửa mình vừa đi mượn xong. Bật lửa của bé Thu ra không được vậy? Ok ok được rồi. Mình đang châm lửa này đó, chuẩn bị dán sang mẻ tiếp nha. Rồi, cái phần này sang đây chúng ta đốt. Trời rất là oi nha. Mình sẽ đi kiếm thêm một ít đồ nha. Ok, mình đã trở lại rồi. Mình đã kiếm được thêm một rất là nhiều những cái này để chúng ta nhóm lên và chúng ta chuẩn bị đặt bánh nhá. Mình sẽ bắt đầu dán bánh. Thêm một mẻ nữa. Chúng ta cho vào bếp nha. Đun từ đều lên. Bếp của chúng ta phải cháy được. Cái phần cho chúng ta đổ bớt ra ngoài nhé. Nó không, nó sẽ bị bí và nó sẽ tắc bếp. Bạn ơi, nhỏ nhỏ một chút nha. Nhỏ nhỏ một chút nha, chúng ta đang rất là gần nhau nha. Đó, bây giờ mình sẽ bắt đầu lọc bánh.
Đó, chúng ta sẽ lật bánh nha. Bánh của chúng ta đang bắt đầu chín và giòn rồi nha. Mình sẽ bỏ cái này ra đây nha. Đó. Chờ một tí nữa mình sẽ gắp cái này ra, mình sẽ ăn thử. Ăn thử cái phần bánh nó bị vỡ. Do các bạn phá chảo với mình sẽ phải ăn như thế này. Rất là ngon. Ngon cực kỳ nha. Rất là ngon luôn ấy. Giòn tan sần sật nha, bùi bùi nha. Mình sẽ, đây mình sẽ cho thêm giấy vào cho nó cháy, bùng lên cho nhăn chín. Bếp này chúng ta cứ thoải mái nhé, còn bếp ga chúng ta đừng cho to quá nhé, cho vừa lửa thôi. Mình đã chuẩn bị lật mẻ bánh này nhé. Nướng bánh, à rán bánh kiểu quý stock. Cái này được rồi, chúng ta sẽ bỏ ra ngoài. Cái này chưa chín chúng ta bắt đầu rán tiếp. Mình sẽ vét cái phần vụn ra ngoài nha. Nó sẽ cháy, không nó sẽ cháy rất là kinh đó. Chúng ta sẽ bỏ nó ra ngoài. Tuyệt đối đừng để cho nó cháy. Cho tiếp cái phần này vào nha. Chuẩn bị đặt. Lửa nó cháy, bắt đầu đang cháy lên phần trên. Chúng ta chuẩn bị có một mẻ bánh rất là ngon. Mình sẽ lật nha. Tiếng mèo kêu ở đâu sợ quá. Như kiểu tiếng trẻ em khóc ấy. Cái nhà trên kia kiểu sợ thật đấy. Cái nhà bên tay trái này. Nghe đồn là có một con người mặt nhiều sẹo lắm. Tí đó chị cũng sẽ lên chị hỏi. Sếp của mình ngủ ngày cày đêm nha các cậu nha. Ban ngày thì ngủ, ban đêm thì đi cày. Cho thêm một cái bánh nữa vào. Cho thêm ít bột nữa vào, chúng ta sẽ rán. Nói đến lái xe mình mới nhớ là mình có thể lái xe nha. Nhưng mà nhà ở nhà thì bình thường này ba chỉ cho lái xe ở đường cao tốc, cái đường mà thẳng mà không có nhiều xe á. Còn đường vòng không biết lỡ, không biết lái. Rồi mình sẽ cho thêm nha. Có rất là nhiều người hỏi mình là tại sao lại thích những cái công việc mà nó nhem nhuốc như thế này, thích những cái buổi review như thế này, thì mình bảo là đơn giản là mình thích thôi. Cậu có thể nhóm lửa lên chơi chơi nha, bởi vì còn rất là nhiều thời gian.
Bên mình có rất là nhiều giấy nha. Không biết là bạn nào đã từng nấu ở đây mà cho. Không biết là bạn nào ra đây nấu hôm qua hôm kia mà vứt ở đây nhiều giấy quá vậy. Cẩn thận bị dính nha. Nếu không là cả cái đấy nó sẽ bị hủy nha. Sếp thì không khắt khe đâu nhỉ, ở bên trên kia người ta rất là khắt khe. Để nó bắt đầu gắp bánh ra nha. Cậu để ý giờ nha cậu nha. Sau đó cậu nhắc mình nha, tại vì mình không nhìn thấy gì nha. Ok ok nha. Bốn mươi là chúng ta được nghỉ. Vậy hả? Nhanh vậy. Bạn còn 6 phút. Bạn còn muốn ăn không? Có, thì nữa chúng ta sẽ ăn cái bữa đi. Cho mọi người. Ờ, bây giờ mình sẽ nhóm thêm cho nó cháy lên và mình làm chín cái mẻ này. Lương ngô hôm nào nhà mình cũng có một chai nha. Tại vì nhà mình có em gái mình, bác mình bán ngô và em gái mình bị nóng trong nên uống nước ngô rất nhiều nha. Đúng vậy, những ai mà bị nhiệt nhiều hoặc bị nóng trong uống nước ngô và sẽ hết nha. Uống nhiều, phải uống một tuần, ít nhất là một tuần. Nếu mà hết luôn nữa mà thành thần dược rồi. Các bạn nhớ nha, uống nước ngô rất là tốt. Bây giờ có rất là nhiều, bây giờ có cả bệnh vi khuẩn ăn thịt người nên chúng ta hạn chế động vào đất nha, bởi vì cái bệnh căn bệnh thì đến từ đất nha. Bạn có thể lên trên Facebook, người ta chia sẻ rất là nhiều, trên có thể lên Google nha. Đã có rất là nhiều người chết vì căn bệnh vi khuẩn ăn thịt người nha. Đúng vậy, đó là một căn bệnh có thật nha, hiện nay đang rất là nổi nha. Có rất là nhiều người chỉ vì ở dưới bùn cấy lúa thôi mà lên sau đó thì bị ăn mòn từng bộ phận cơ thể một. Bây giờ có rất là nhiều những căn bệnh ngoái oăm mọi người ạ. Bây giờ bảo là xuống ruộng cấy lúa cũng bị bệnh. Thế bây giờ lúa để cho ai làm đúng không? Bây giờ người dân không cấy lúa thì chúng ta không có gạo chúng ta ăn. Đó. Cậu xong rồi hả? Không mang thêm một cái ngô lên mà ăn. 3 phút nữa nha. Bánh của mình sắp chín rồi nha. Bánh của mình sắp xong hết rồi nha. Được hai mẻ. Tí mình sẽ cho cậu một cái cậu review nha. Đây này, chảo dính. Hỏng hết chảo rồi. Để cho người khác lấy là nó. Cuộc đời mình chưa bao giờ biết dán bánh mà bị vỡ hay là bị cháy nha cậu nha. Nhưng mà cái chảo này thì thật sự là không chấp nhận được. Ui, rất là nóng các bạn ơi. Mình chuẩn bị là xin phép các bạn là mình mang đĩa bánh này lên nhà và mình lấy một ít đồ nữa xuống, như tí nữa mình sẽ review tiếp nha. Bánh rất là ngon nha.
Mình sẽ đậy cái bột, bát bột này vào nha, không tí nữa gà nó sẽ mổ hết. Mình sẽ bắn rất là ngon. Nốt, nốt. Mình sẽ rán nốt nha, cho nó chín được nó đều rồi mình. Đợi cái chi lại. À, nhưng mà rán tiếp. Có một cái trắng trắng rồi. Cái gì? Rán trên chảo. Cái bánh á? Để phải gắp ra nó thấm mỡ lắm, để vào một góc không có mỡ. Ngon à? Ngon. Nhìn ngon quá trời luôn á. Nếu mà dán bằng chảo không bị ấy cơ, nhìn nó sẽ ngon hơn. Mấy cái này vỡ hết. Còn bao nhiêu ạ? Mình chuẩn bị bỏ chảo mình xuống nha các cậu nha. Mình xin phép mình chuẩn bị đi trên lên trên nhà, mình mang đĩa bán lên trên cho mọi người trên nhà, người lớn ăn trước và sau đó đi. Tí mình xuống mình sẽ bắt đầu dán nốt mẻ kia và review cho các cậu nha. Rồi ok. Mình sẽ bỏ cái chảo xuống không nó cháy mất. 30 giây. Tí nữa mình sẽ xuống mình đun tiếp nha. Chúng ta trước khi chúng ta muốn đi đâu chúng ta phải dập mà tán thật đều những cái thứ mà nó dễ cháy ở xung quanh đi nha. Đó, bây giờ thì mình xin phép mình đi lên trên nhà. Mang đĩa bán này lên nhà nhá. Cẩn thận tí xuống không còn gì để ăn nhá. Mèo nó tha đi rất là nhanh, hôm trước mà mình đã bị tha hết một mất một cái xúc xích đi nha. Rồi mình sẽ lên nhà đây, đi thôi.
đây có rất là nhiều mèo luôn. Xem trước mình 5 phút. Cậu chờ mình được dọn đồ nhé. Bỏ anh Quân làm bạn không dính đấy.
Hello, mình đã quay trở lại rồi đây. Trời ơi, nóng bức quá à. Mình đã quay trở lại, lợi hại hơn xưa. Mình vừa mới ăn xin làm tính ngô của cô bé hàng xóm. Bây giờ mình sẽ tiếp tục. Chị cũng đang rất là ngứa rồi. Mình không hiểu sao mình làm gì mà người mình rất là ngứa luôn. Mình cho hết cái phần này trong đây. Để mình chuẩn bị đun nha. Cây lên nha, cho dễ cháy. Tớ quá à. Đó, cho là cây lên. Đúc cho. Ăn ngô luộc nha. Đây là ngô, cái ngô mà lúc nãy mình làm bánh á. Đó. Nó ngọt, ngọt cực luôn mình. Ngô này mà luộc lên ăn rất là mắc. Đến giờ muỗi dín rồi nha các cậu nha. Đốt lửa đi, bởi vì chúng ta còn 30 phút và muối giếng rất là nhiều nha. Mình thì mình sẽ đốt lửa lên bởi vì mình rất là sợ ngứa. Ai à. Đây là đĩa nha, mình sẽ cho thêm dầu ăn vào. Ta sẽ cho bếp lên. Muỗi và lăng quăng rất là nhiều nếu mà ao hồ. Đó, bứt cái này đi. Ngứa mà. Ngứa sắp điên lên rồi đây. Mình đã gắp tạm cái này ra đã. Tí mình sẽ làm, tí mình sẽ cho vào làm. Cậu ơi, cả dặn dính bản quyền nhá. Bây giờ bản quyền nó làm rất là nghiêm khắc. Thế chúng ta chỉ cần động một tí thôi, chúng ta sẽ bị dính bản quyền. Đốt đi. Bao vào được. Nhiều cho bao giờ lửa nó. Bao giờ lửa nó đủ. Bao giờ lửa nó đủ độ gọi là độ già rồi chúng ta bắt đầu thả bánh. Đây không phải cây tre nha cậu nha. Đây là họ nhà tre nha. Cây này đẹp hơn cây tre luôn nha. Cây này đẹp hơn cây tre mà đúng không? Cây này chính là cái cây mà Tết để dóc ra để ấy đấy. Để làm lạt, để gói bánh chưng.
chuẩn bị xuống dâm chiếm cho chúng ta rồi nha. Nó đang kéo đàn ở đây rồi. Chúng ta có muốn nhăn nhưng mà thời gian không trôi qua nhăn thì chúng ta biết làm thế nào. Đó, mình sẽ bắt đầu ráng. Đồn đực ra. Mình sẽ kê cái gì vô đây để cho nó không bị bập bân nữa. Hôm nay bé Lào Ri từ trốn rồi. Bé Lào đi làm shipper rồi. Nhưng mà công việc shipper rất là vất vả nha. Suốt ngày phải ở ngoài đường đội nắng đội gió mà ship không đúng giờ là người ta hủy đơn nha. Đúng vậy á. Bởi vì chị, bởi vì mình nằm ở bên, mình nằm ở bên livestream mà bên COR và bên chốt đơn hàng nha. Thế nên là cứ không sao đúng giờ là người ta sẽ lấy cớ để người ta hủy đơn hàng nha. Và chúng ta sẽ lại phải đền đơn hàng nha. Khói quá à. Mình sẽ thả thêm bắn nha. Bố huyền thoại SH cam. Cái bằng lo lắng. Cây bàng loang nha. Thương luôn con bạn em. Bé Thu rất là thến sẩm nên là rất là thích nghe mấy câu như thế nha. Có nha các bạn ơi. Có nha các bạn ơi. Bé Thu xến sẩm nha. Có nha. Có mà. Có đấy. Các bạn ơi có nha. Các bạn đừng tin bé Thu nha. Bé Thu chỉ nói để ngụy biện cho những hành động sai trái thôi nha. Bé rất là thích con trai xến sẩm nha. Mình có khả năng là bé Thu và bé Đào Ri Từ chỗ người thích nhau nha. Tình chị em à? Các bạn có một mối tình chị em. Vì chị thương em như thương anh bạn thân. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
mình đã bị cháy một em bánh. Lý do đó là chảo dính quá, mình không ra, mình không có cậy lên được, nó đã cháy mất một em bánh. Đó, mình sẽ bắt đầu cho thêm cái bè bè này vào. Đây là em này, đun bếp rất là sướng và rất là dễ. Vì chúng ta đó là một gia đình phải chơi hết mình. Hát quá nhiều là bị vào video nha. Mình xin lỗi thì bị cậu ơi, bánh của mình nó bị cháy nha. Gà đã xâm chiếm đến chỗ mình rồi nha. Mình đang rất là ngứa nha. Mỗi lần đốt cho mình sắp chết rồi các cậu ơi. Mình rất là ghét những con muỗi ở đây nha. Và mình rất là ghét huyền thoại SH Cam nha. Dâm dê. Đúng nhỉ. Biến thái á. Từng câu nói một đã không ưa được. Mà nó cho một ít ngô mà. Mình đang ráng bắn cậu ạ. Bánh của mình sắp được một mẻ nữa rồi mà ăn ngô ngọt. Bánh nhớ dán bánh chúng ta phải dán bằng ngô ngọt nha. Chúng ta dán bằng ngô tẻ thì không ăn được đâu á. Bánh rất là cứng, rất là khô. Đó, mình tẻ sắp xong rồi nha. Mình đã cho cái miếng bánh này, miếng bánh mình ăn. Mình gặm hết cả cái rồi nha. Cậu để nhìn đấy nha. Gặm luôn cho nhanh nha cậu nha. Mình có một cái sở trường đó là gặm ngô siêu nhanh nha. Mình có thể đi thi ăn ngô nha. Đó, mình sẽ gấp em bánh này ra, em bánh này đã chín. Chúng ta sẽ bỏ cái phần bánh này đi nha. Bởi vì nó đang bị cháy. Đây là cái phần mà lúc đấy do lửa mình không kiểm soát được. Mình sẽ vứt ra đây cho những em gà ăn nha. Đó, lật thật đều. À, bỏng tay. Người ta tưởng nhà còn có người chết.
rất là man dợn. Trên đời này có rất là nhiều những con người không biết giữ về gìn vệ sinh môi trường nên là rất là bẩn tuổi, hôi thối. Thế là mình còn khoảng 16 phút nữa. Bạn có thể chờ mình cùng dọn đồ nha. Từ nay chúng ta cũng có làm như thế này với nhau đi, cho dễ nha. Đúng giờ mai mà mai mi nghỉ rồi, có một mình ta nè. Buồn à, hay là mai ta cũng nghỉ ta. Mai đến đây có ai đâu. Toàn con trai. Hả? Trời ơi toàn con trai à. Bố rất là thân thiện nhưng mà bố cũng vẫn là con trai nha. Tí nữa lên mình sẽ mét bố nha. Và bố sẽ không chơi với em nữa nha. Tại vì em kêu bố là con gái nha. Bố rất là đảm đang nha. Bữa cơm của mọi người trưa toàn là bố nấu nha. Đậu sột. Đậu sột cà chua. Mình chỉ thích hôm nào chúng ta sẽ làm món. Đúng vậy, mình cũng rất là thích ăn phở cuốn. Hôm nào chúng ta làm đi. Cuối tuần nha. Hôm nào bạn rảnh thì mình cùng làm. Có chỉ mua phở thôi, mua bánh phở rồi cà rốt nè, xúc xích nè, trứng nè, giò nè, giá đỗ nè, rau thơm nè. Nếu như chúng ta có điều kiện chúng ta có thể ăn thêm tôm và thịt, nhớ là phải có thịt lợn luộc nha. Rất là đơn giản, chúng ta chỉ cần góp vào 100k thôi là chúng ta có thể làm một bữa chợ phở cũng rất là ngon rồi. Nhiều cực kỳ mà. 30.000 phở cuốn là mấy trăm người ăn em ạ. 30.000 phở cuốn là mấy cân á, 4 cân. Mà miếng phở cuốn rất là mỏng nha các bạn nha. Hôm nào chúng ta làm nem rán không? Ăn bún đi, bún nem đi. Hôm nào chúng ta làm nem cuốn ăn bún chấm đi. Đúng rồi. Đưa có bà ăn với bún chấm nha. Hay là mai bà bé nghỉ rồi, mai mình định mai làm mà mai bé nghỉ rồi còn đâu. Vậy thôi, mình sẽ làm vào hôm khác nha. Mình sẽ chờ hôm nào bé Thu đi làm đầy đủ và mình sẽ làm nha. Không phải đi học nữa hả? Vậy hả? Vui quá đê. Hôm nay bên là thứ mấy? Trời ơi, trò thứ hai lâu lắm các cậu ơi. Đúng vậy, chúng ta làm ăn đông vui với vui. Chúng ta có thể làm phở cuốn hoặc là chúng ta
Con làm bánh đa nem nha. Hay nào không nào chúng ta làm cúc lộn xào me đi. Ừ. Cúc lộn ngon mà. Thế nào hôm nào chúng ta làm chè bưởi đi. Mình biết làm rất là nhiều món nha. Đúng vậy. Đúng vậy, nhưng mà chúng ta phải xin cả ý kiến của bố nha. Nếu không là bố sẽ mắng. Một trăm ca là tầm 2-3 người ăn rồi. Nhưng mà thịt lợn bây giờ rất là đắt nha. Thịt lợn bây giờ rất là đắt. Mình sẽ làm phở cuốn cho cả nhà ăn nha. Và mình cuốn phở rất là ngon nha. Bánh phở mua sớm thì chúng ta phải đi mua sớm. Nếu không là chỉ có ở dưới chợ thành phố mới có bánh phở thôi. Đúng vậy, ở chợ Tân Long này rất là ít bánh phở nha. Bởi vì nó chỉ có sáng sớm người ta đặt hết rồi. Đúng vậy ạ. Bánh phở ở chợ rất... Mình sẽ làm cả phở cuống. Mình sẽ làm cả phở cuống và ăn bún phở cuốn với cả bánh đa lem luôn nha. Hôm đó mình sẽ review làm mấy món đó nha. Như vậy rất là nguy hiểm nha. Lần sau rút kinh nghiệm nha, đi như vậy rất là nguy hiểm nha. Mai chúng ta vẫn còn ngô nha, mình vẫn còn ngô. Mai chúng ta sẽ làm rôm bắp nha. Chưa ăn rôm bắp bao giờ hả? Là nem bắp đó. Ủa nhưng mà mai bé không có đi làm. Chết rồi, mai thôi mình sẽ để rành. Mình sẽ để rành món đó đến hôm sau nha. Xong chưa? Chị khoảng 7 phút nữa. Chị á? Mình có khoảng 3 phút nữa. Mình sẽ bắt đầu nhóm thêm mà để mình download chỗ bánh này nha. Mình sắp chuẩn bị kết thúc cái video clip này tại đây rồi. Nên là chúng ta sẽ phải nấu thật là nhanh nha. Sao vậy? Sao vậy? Lấy sạc dự phòng của mình nè. Em ơi, treo lần thứ 2 rồi. Nhanh lên, cảm nhô mà lại sập. iPhone à? Quên mất sạc của chị iPhone. Cảm ơn nhô, cảm ơn nhô.
Nè, trời ơi, tự nhiên rịch máy ra làm mất cái mặt của mình á. Hay nha. Còn 5% đó ơi, nhảy quá hả? Tới 5% vẫn quay được 2 phút mà. Ok nha, cố gắng nha. Cô bé hàng xóm điện thoại đang hết pin các cậu ạ. Khổ thân quá à, lần nào quay cũng bị hết pin. Pin càng ngày càng yếu đi. Pin điện thoại nào cũng vậy các bạn nhé. Càng ngày nó sẽ càng yếu đi nữa. Đó, mình sẽ ráng nốt bắn nha. May quá vẫn được à? Chưa được nha. Ok thì còn khoảng 30 giây cuối mà. Trời ơi, cố gắng lên cho mình nha. Chính là cảm ơn cho cậu rất là nhiều luôn. Mình ngại nhất cái khoản phải quay lại một ít một á. Cố gắng lên nha. Fighting. Ok thì bây giờ chúng ta phải gặp lại lần sau rồi. Bye bye nhé. Đi đây. Cậu có thể lên cấp Cậu có thể lên cấp trả các lồi sau đó cậu xuống giúp mình được không? Tại vì đồ của mình rất là nhiều nha. Mình đang nhờ bà nên sạc pin luôn nha. Nhớ là phải mang nước xuống mà dập lửa đi nha. Không cháy rừng á. Mình đang nhắc nhở em hàng xóm nhà mình. Bé đó rất là đáng yêu. Mùa đông tối rất là nhanh. Mùa này đang sắp đến mùa đông rồi các bạn ạ. Chúng ta hãy cố gắng nha. Đó, chúng ta sắp xong một mẻ bánh nữa rồi. Mẻ bánh rất là ngon, chúng ta phải cố gắng lên, dán thật là kín. Thời gian không còn nhiều, điện thoại mình cũng sắp hết pin. Đó. Cố gắng lên nha. Khói quá à. Bánh của mình sắp chín rồi nha. Đó, bánh của mình sắp chín rồi, mình sẽ cố gắng đun cho thật chín rồi chúng ta cùng ăn nha. Còn một ít cái tàu ná thì mình cho lốt nhào rồi mình đun. Nóng quá à. Bỏ lửa cái ngô nữa này. Đấy hả? Chị ơi, được rồi. 1 phút đi.
Vậy nói là xong là về rồi hả? Quay 7 phút nữa. Quay để phút đâu. Rồi bây giờ thì mình đã sắp rửa chín rồi nha. Mình chuẩn bị bắc xuống nha các cậu nha. Và mình sẽ chuẩn bị kết thúc video clip tại đây. Nhưng bạn nào yêu thích thì nhớ like, share và subscribe giúp mình nhá. Và các bạn nhớ là đi ngang qua đây thì ghé lại, dừng chân ghé lại lên đây một chút, like và subscribe giúp mình để lần sau có thể theo dõi những video clip nha. Cháy hết rồi đây nè. Ok, xin chào và hẹn gặp lại.